trong cái chuyến phà An Hòa chiều ngày 30 Tết, rất là đông đúc các bạn. Những người khách về thăm quê sông Hậu buổi chiều 30 Tết. Đây là phía xa bến phà An Hòa phía bên bờ chợ mới. Còn đây là nhìn về hướng đông. Vâng, một cụm làng bè ở phía bờ chợ mới. Đây là một cái bon lái phà. Còn đây là phía đuôi cồn Cù Lao Phố 3. Hai bên là những cái cụm làng bè nuôi cá của ngư dân địa phương. Và đây là một chiếc phà. Đây là trên bon tàu của các anh thuyền viên điều khiển chiếc tàu này để đưa du khách qua lại bờ sông trong những ngày Tết, và hôm nay là chiều 30 Tết rồi. Vâng. Không có gì. Chúc mừng năm mới anh. Dạ,